I'm fine, thank you. Okay, great, thank you. Do you do your homework? Yes. Okay. Here. What is F? F? Form? Oh, I think this is not. Có sao cái bài này như là nó hơi bị lộn xộn này, sao lại có đến hai cái chữ? F phải là gì nhỉ? Feel. Nghĩa là điền vào một cái đơn cơ. Vâng. Feeling là điền đi. Còn form là một tấm đơn. Tiếp nào. Còn cái hai phải là gì nhỉ? Care for old people đúng không? H. Fix gì nhỉ? Fix a bag. Cook meals. Raise. Raise fun. Yes. So, tidy. Tidy a room. And plant. Plant flower. And take meal. Take meal đây nghĩa là ăn. Một bữa ăn đi đâu đấy. Cũng nghĩ thế. Nói chung là mình sẽ làm theo kiểu gì nhỉ? Mình sẽ làm tất cả cái mà mình biết rồi đúng không? Thừa lại cái gì thì mình còn lại thì mình nối hết vào nhau. Đúng rồi. Check meal ở đây thì giống như kiểu là check away chẳng hạn. Đem đồ ăn đi đâu đấy. Và nhớ là ví dụ fill là sẽ gì là fill in a form, fill in là điền đấy. Vâng. Ok. Nhớ nhá, fill in the form, điền. Còn cái này nào? They give away warm cloth to the homeless people in Hanoi. À, cái chỗ này đọc cho cô lại nhá. Không phải là cloth. Cloth là, cloth là khi mà nó đã không còn. Lại từ này cơ. Còn từ quần áo là clothes. Là nó có chữ E rồi. Và số nhiều thì thêm S này. Close. Close. Close này gần giống như là từ này đúng không? Gần giống từ này. Close. Now number two. We haven't had a vacation since a year. No, thế thì hai chữ ơ rồi. Thứ nhất là hai chữ ơ và lại còn thiếu một từ nữa, nhầm rồi, sửa lại một chút. Sửa lại đoạn cuối. We haven't had a vacation. Okay, since what? Last year. Yes, right. Last year. Since last year. Vacation last year. Kể từ năm ngoái đúng không? Từ năm ngoái. Number three.
Cho con hỏi cái từ thứ tư trong câu này là gì ạ? Guarantee này nhá, nó chính là bảo hành. Bảo hành. Bảo hành này, bảo đảm. Nó vừa là danh từ vừa là tính từ đấy. À, danh từ vừa là động từ nhá. Ví dụ tôi bảo đảm với anh sẽ là gì? I guarantee you. Đấy, that xong rồi chấm chấm. Ví dụ tôi bảo đảm với anh rằng cái túi này là đồ thật chẳng hạn, đúng không? Có thể nói là gì? I will guarantee you that this bag is authentic chẳng hạn. Dụ như là tôi đảm bảo với anh rằng chiếc túi này là đồ thật đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chắc chắn là guarantee nó sẽ phải là từ loại là gì nhỉ? Có phải là động từ không? Bảo hành Bảo hành rồi, nhưng từ loại của nó trong trường hợp này sẽ có phải là động từ không nhỉ? Sẽ là phải là nên từ à? sẽ là gì? This printer. Và không biết từ này nó là thế, nó là danh từ. Printer. Under gì đây nhỉ? Guarantee. Guarantee. Nghĩa là chiếc máy in này được gì nào? Đây là máy in. Nghĩa là mình Cô được mua bảo hành. được bảo hành đúng không? Chiếc máy in này được bảo hành. Đấy. Thế thì mình thì có thể ví dụ sẽ có thể học được là một mẫu câu mới đây. Nghĩa là gì? Được bảo hành, cái thứ gì đó được bảo hành là something is under guarantee. Chia something is under guarantee. That okay? Yeah. Nhớ nhá, một cách nói. Something is under guarantee. Nghĩa là một cái gì đó được bảo hành. Ví dụ như là máy, ví dụ máy giặt rồi tủ lạnh, đúng không? Quạt hay các thứ đều sẽ có bảo hành. Đấy. Guarantee ngoài ra nó còn là gì? Động từ nghĩa là bảo đảm, chắc chắn. Bảo đảm. Động từ bảo đảm, còn danh từ sẽ là ví dụ như là gọi là sự chắc chắn, sự bảo hành. Trong trường này gọi là bảo hành. Câu 4 nào. Volunteer make we make our difference in community. Thế thì bị thiếu từ đúng không? Còn từ ơ nữa đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Khi bạn làm nhé, bạn luôn luôn phải làm cho cô một thao tác như này. Đầu tiên là phải đếm từ. Làm những bài mà reorder the words này. Reorder the words là gì? Sắp xếp từ thành câu nhá. Luôn luôn, không bao giờ bỏ qua thao tác đếm từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa? Luôn luôn bỏ nhất. Thế là bây giờ phải viết đúng này, đúng từ nhá. Volunteer bring makes a Different. difference, đúng rồi, nhớ nhá. Cô thấy là vừa nãy bạn đọc thiếu từ ơ, makes a difference in our community. Một cái gọi là, đây gọi là một cái nhược điểm của mình sẽ phải biết được là mình là người có nhược điểm gì. 1, 2, 3, 4, 5. Đây đúng rồi, đúng 7 câu đúng không? Đúng 7 từ đúng không? Luôn luôn làm bài nhá. Đếm ở đề bài, sau khi làm xong lại đếm lại từ của mình ở dưới để xem có match. Match là gì? Có phù hợp, có khớp nhau không, khớp không, đủ từ không. Đấy, điểm yếu của bạn chính là gì? Hay bị bỏ quên những từ nhỏ. Ân dơ. Khi mà bạn đọc bài là cô để ý rồi đấy. Under là trong quá trình mình nhìn, mình hay bị nhìn thiếu. Đấy. Cái quan trọng nhất của mình là biết được mình đang bị yếu ở đâu và để mình khắc phục. Nào cô Năm nào. Have you finished your homework Mình sẽ đọc là gì nhỉ? Finished. Finished. yet?
đọc như thường nữa. Finished. Finished. Yes, good. Còn trong trường hợp finishes phải là ESG mới đọc là finishes. Còn ở trường cỡ lúc phát âm ED với lúc phát âm ES thì nó có nguyên tắc khác nhau mà. Ở trong này không đọc là finishes, đúng không? Finished thôi. Còn khi nào ES mới là finishes. Finishes. Nguyên tắc nó khác nhau chút. Okay. Nhớ nhá. Làm dạng bài này luôn luôn đếm từ ở đề bài, sau đó làm xong rồi mình lại đếm lại từ của mình. À, cái này hôm qua chị cô vừa mới bảo này, bảo là mình không phân biệt được violin với cả cái cello đúng không? Wow. Cái cello nó sẽ có một cái, bạn có nhìn thấy cái đế ở đây không? Nhìn thấy một cái đây á, chờ tí cho to lên. Đây, bạn có nhìn thấy một cái đen đen ở đây không? Có. Đấy, đấy là cái cello. Nghĩa là bởi vì cái cello nó là phải đặt dựng ở dưới đất đúng không? Nó phải đặt ở dựng ở dưới đất, vì thế nó phải có một cái đế. Đấy, nó phải có một cái đế để cố định. Trong khi đó cái violin sẽ không có. Bây giờ mình sẽ nhìn lại cái violin xem nó có không nhá. Để khi mà ví dụ chẳng may mình sẽ làm bài, mình bị gặp phải thì mình còn biết đường đúng không? Thì hình như nó sẽ không có cái violin rồi. Mà cô thấy đa số đây nó vẫn làm kiểu như là có đúng không? Nhưng mà nó không phải là nó không nhọn nhọn đâu. Đấy, còn cái cello thì chắc là nó sẽ rõ hơn. Đây. Mình nhìn đây. Thì cái này nó cũng chỉ là hình tròn thôi đúng không? Nó không nhọn nhọn như là cái cello. Xem lại cái cello. Đấy, cái cello ấy thì là nó phải nhọn này này. Mình nhìn thấy chưa? Rồi. Nó sẽ phải nhọn như này cơ. Còn cái violin thì nó sẽ không phải là một, nó chỉ là, còn nó cũng có một cái, nhưng mà nó chỉ là một cái kiểu cái hình tròn tròn như thế này để kiểu như là để nó nối cái dây vào thôi. Còn cái cello là nó phải kiểu nhọn xuống như thế này để nó khác. Đấy, nó như khớp là cái đế à? Ờ, nó là cái đế, bởi vì người ta phải đặt cái này khi biểu diễn đúng không? Vâng. Cái đế ở tranh này à? Như cái tranh này thì cô nghĩ là đây là bởi vì do là người ta kiểu như có một cái nhọn như thế, xong rồi người ta cắm một cái que này. Đúng chưa? Nó phải có một cái nhọn nhọn như thế này thì người ta cắm vào. Nó phải nhô hẳn ra như này, còn cái violin thì nó không nhô ra như thế đúng không? Đấy, nó không nhô hẳn ra như này. Thế thì cô nghĩ là cái này nó sẽ là cái violin đúng không? Vì nó cũng không nhô ra nhiều. Cái kia chắc là nhọn hẳn ra. Cái này là cái gì nhỉ? Sắc gì? Cái kia là saxophone đúng không? Saxophone. Saxophone. And here, cái này bạn chắc chắn là phải biết rồi nhá. What's this? You don't know piano. This? Piano. 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 And this is saxophone. Okay. Here, you know this. Yeah. Guitar. That's guitar. 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 Okay, great. Now, you remember fill in a form? What is fill in a form? Điền vào một cái bản gì đấy à? Thế nó là đơn, gọi là đơn luôn cho lành nhé.
Bây giờ trước khi mà vào bài mới thì mình sẽ ví dụ hỏi qua một vài cái từ mà hôm trước, hôm qua vừa học. Ví dụ cọ vẽ là gì nhỉ? Bạn có nhớ cọ vẽ là gì không? Brush. Thêm một từ nữa, thêm từ vẽ trước đi. Cái gì ạ? Thêm từ vẽ trước từ cọ đi, cọ vẽ cơ, còn brush là cọ thôi. Thêm brush à? Thêm brush, đúng rồi. Thế còn cái mic là gì nhỉ? Cái mic. Microphone. Yes, microphone. Microphone. Thế còn bức tranh chân dung là gì nhỉ? Portrait. Portrait. Okay. Yes, portrait. Tiếp nào. Thế còn các nhạc cụ. Các nhạc cụ là gì? Musician. À, no, 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 nhầm rồi. Musician là người, là nhạc sĩ rồi. Music gì nhỉ? Là musical. Instruments. Yeah. Tiếp này. Bức tranh là gì? Bức tranh. Bức tranh là paint. Paint là vẽ rồi con ơi. Bức tranh sẽ thêm in vào nhá. Painting. Rồi. Đây, ví dụ như mấy cái phòng tranh sẽ là gì? Art gallery đúng không? Art gallery. Chú ý nhá, painting là bức tranh nhá, còn paint là vẽ nhá. Là được. Wow. Nhưng mà về nhìn chung là mình học từ như thế cũng nhanh rồi đấy. Wow. Mình đang bị nhầm một cái cách đọc thì mình sẽ đọc lại. Now here, can you read this again? Portrait. Yeah, portrait. Portrait. Triển lãm đâu? Thử đọc cho cô từ triển lãm từ nào nào. Triển lãm à? Ừ, triển lãm ấy. Một cái triển lãm mà ví dụ dành cho một họa sĩ chẳng hạn. Họa sĩ nào mở một cái triển lãm? Exhibition. Yes. Tiếp này. Người viết nhạc là gì nhỉ? Song gì nhỉ? Songwriter. Diễn viên nữ. Actress, yeah. Thế còn nhạc sĩ là music nhỉ? Musician, đều đọc là musician nhỉ? Musician. Yes. Cái từ zik ở đây mới là từ quan trọng này, là từ trọng âm, musician. Musician. Yes, right. Now, can you read this word? Puppet. 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 What is that? Con rối à? Activity. Rồi, cái này hôm qua đã học, vừa học đúng không? Vâng. Ở đây này, người ta biết nhìn rõ này không có cái tròn này đúng không? Có cái nhọn đây. Mình nhìn thấy rồi nhá. Now here. Thì bạn làm bài này. My father's friend is a great singer. Dạng bài này thì nên như nào? Cái câu 1 này nó rất là gì nhỉ? Vague, nghĩa là gì nhỉ? Rất là mơ hồ, chả hiểu là nào. Thế thì mình sẽ phải bỏ qua câu này trước và làm những câu gì?
ở dưới trước. Những câu dưới nó sẽ mơ hồ hơn đúng không? Đấy, xong rồi mình sẽ lộn lại làm câu 1 sau. Ví dụ câu 2 sẽ là gì nhỉ? Có đêm music này. Pop music is not exciting as rock and roll. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Nhạc pop nó không cuồng nhiệt, được chưa? Không cuồng nhiệt và thú vị, không thú vị bằng nhạc rock and roll. Có bao giờ nghe nhạc rock chưa không? Còn mới nghe tên thôi chứ con cũng không biết nó là gì nào. Rock là có những cái ban nhạc ấy, xong rồi đánh đàn kiểu guitar điện này. Ban nhạc chơi nhạc sống ý, đấy xong rồi, rồi nghe nó rất là kiểu giật gân bốc lửa ấy. Rồi. Còn pop music thì hầu như là bọn mình đều nghe hết rồi đúng không? Mà chỉ là những cái nhạc hàng ngày mình nghe. Number 3. The singer I like the most. Most, yes, is Karen Carpenter. Do you know Karen Carpenter? No. Thế bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Hình như đây chính là nhóm nhạc Carpenter đấy. Mỗi lần học những bài này mình nên tra luôn những cái người được nhắc đến trong. Sau này biết đâu bạn sẽ đi thi Ai Là Triệu Phú, đúng không? Hay là một cái gì đấy mình muốn biết mà. Đây, cô này cực kỳ nổi tiếng luôn. Thập niên 70 nhá. Đấy, có những về nhà bạn có thể check bài hát là bài Close To You này. Bài này là một bài cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Đấy, Close To You chẳng hạn. Của Carpenter nhá. Đây. Đấy. Đây, The Carpenters. Đấy. Cả nhóm nhạc. Cô này là ca sĩ chính của cái nhóm nhạc đấy. Mình có thể về nhà check bài này nhé. Bài này rất nổi tiếng tùy mình. Now, number 4. Many tourists in Vietnam to see the water. I like to. Instrument show. Many tourists to Vietnam come to see the water. Water is enough. Draw. Từ water là mình biết nghe là water puppet rồi, rối nước ấy, water puppet. Mình có thể viết là vở cho cô nhá, nghe là rối nước. Ta lại xem là nó mỗi chỗ đồng một kiểu nhỉ. Rồi. Number 6. 6 is in Vietnam, Dan Bo is a traditional musician instrument. Instrument. Thế thì nhá, cô nghĩ là một khi mà trong những cái bài của trong sách ấy mà người ta đã nhắc đến ai thì thường bài kiểm tra sẽ bị dễ rơi vào người đấy. Nên là sẽ nhớ cho cô Karen Carpenter là một gì ấy? Ca sĩ nổi tiếng. Đúng rồi, ca sĩ rất nổi tiếng vào thập niên 70 đấy. Trong nhóm nhạc The Carpenters. Tương tự nhá, như bài lần trước cô nhớ có cái ông gì nhỉ? Ông Charles Dixon ấy. Là một ông nhà văn nhá. Và đã qua đời ấy. Cũng nhớ cho cô ông ấy là một writer nhá. Cô thấy trong bài kiểm tra hay có ông này cực. Thế thì khi ông này thì con nữa. Ừ, khi có ông này thì phải dùng thì gì nhỉ? Người ta bảo bài chia động từ. Quá khứ. Rồi bởi vì tại sao nhỉ? Ông người chết rồi. Người đai rồi. Đúng rồi. Có thường là những người nào mà người ta xuất hiện trong sách thì thường trong bài kiểm tra sẽ bị xuất hiện đấy. Nên là mình sẽ nhớ. Ngoài ra ví dụ như là về nhà có thể nghe thêm nhạc của cái nhóm The Carpenter rất hay. Listen and repeat. Pay attention to the sound sh and sh. Này là âm sh này, âm sh này chính là những cái âm như này này. SH, chữ SH sẽ là gì? Âm sh. Còn âm j dùng cho chữ S. Giống như là usual đúng không?
thường thôi, không phải là tất cả đấy, đúng không? Television, pleasure, measure, kiểu vậy. Vision, đây là condition, ocean, shy, sugar, machine. Đấy, cái này nhớ nha, su nhá, chứ không phải là su. Âm sh này này, âm sh. Âm sh này và âm này khác hẳn nhau nhá. Đây là sờ nặng, à đây là sờ nhẹ. Đấy, chú ý cho cô ấy. Bây mình sẽ nghe nhá. Listen to the words and put them into two groups. Okay. Làm bài này nhá. Làm bài 2 trước này. Yes. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Anxious. Closure. Musician. Dishwasher. Occasion. Leisure. Television. Rubbish. Okay, do you need to listen again? Yes or no? Yes. Okay, one more time. Activity 6. Listen to the words and put them into two groups. Anxious. Closure. Musician. Dishwasher. Occasion. Leisure. Television. Rubbish. Thưa bài này khá là dễ, hai âm này dễ là khá nhận diện. Sh và j. Đúng không? Nào. Âm đây là âm sh nhá, âm sh nặng nhá. Nhìn kỹ cho cô là âm sh nặng là âm như nào thì sau này để mình còn có thể đọc. Đang đọc lại nhé, vừa vừa đấy vừa bị lag, máy vừa bị lag, cô không nghe được đâu. Mình đọc lại cho cô lần nữa nhé, âm sờ nặng nhé. Là gì nhỉ? Là những từ nào? Từ thứ nhất, từ thứ ba, từ thứ tư và từ cuối cùng à? Anxious, musician, rubbish. Okay, let me check the one. Activity 5. Listen. That's right. Bây giờ đọc cho cô nhé. Đây là gì? Nghe người ta đọc nhé. Listen to the words and put them into two groups. Anxious. Yes, repeat. Anxious. Anxious. Yeah, anxious. Đọc từ từ thôi nhé. Anxious. Anxious. Tùy nhá, bạn có thể viết từ này vào nếu muốn. Anxious. Khi mình học, mình ví dụ mình muốn tự cải thiện thêm cái move, gọi là gì nhỉ? Nguồn từ vựng của mình thì mình có thể cứ thế là mình gì đấy học thêm thôi. Đấy là cô vừa viết ra những còn cái phần mà đây là những cái phần thêm thêm mà mình muốn thêm thì thêm nhá. Anxious, lo âu, băn khoăn. Ví dụ nói là gì? Tôi rất là lo lắng sẽ là I'm very anxious. I'm very anxious. Now number two, can you read this? Musician. Yeah, and this? Dishwasher. Yeah,
And finally? Rubbish. Yes, what is the dishwasher? Máy rửa bát à? Yes. Here? Closure. Đây là âm j. Closure. Closure là sự kết thúc hoặc là kiểu bế giảng ấy. Kiểu cuộc bế giảng cũng được gọi là closure. Cho bế giảng của năm học ấy. Closure. And here, number two. Okay. Occasion. Yes, occasion. Từ này học từ unit 1 rồi nghĩa là gì đấy? Ví dụ như là a special occasion nghĩa là gì nhỉ? Ví dụ như là Tết is a special occasion thì ý nó là gì nhỉ? Dịp à? Vui dịp. Đấy, khi mà mình không nhớ được cái từ occasion là gì, mình sẽ phải ghép vào câu để dịch cho dễ đúng không? Đấy, ví dụ như nhớ những câu ví dụ Tết là một dịp đặc biệt. Tết is a special occasion. Cứ ghép vào một câu để nhớ cho dễ. And here. Leisure. Chính là gì đấy nhỉ? Mình có biết từ leisure time không? Chỉ là free time. Leisure chính là lúc rảnh rỗi. Đấy, thời gian rỗi nhá. Được chưa? Từ time chính là bằng free time. Mình có thể viết vào đấy. Leisure. Để sau này ví dụ như là người ta rất nhiều khi mà đi thi IELTS chẳng hạn. Khi mà bạn đi thi IELTS chẳng hạn nhé, người ta sẽ không dùng từ free time mà người ta lại hay dùng từ leisure time. Đấy. Từ này là một từ phải học thuộc. Leisure time nhé. Đồng nghĩa. Mình có thể viết là bằng với free time này nhé. Ngoài ra mình có muốn học ngữ từ trên này không hay thôi tạm bỏ qua. Nhưng mà nhớ cho cô có cần thiết phải không? Những từ này có thể sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra ở phần mục gì nhỉ? Ở cái bài mà phát âm ý. Bài phát âm. A measure. Khác kìa. Bài phát âm mà cũng nghĩa là ví dụ người ta gạch này. Chọn. Chọn khác ấy. Người ta gạch chân cho người ta chọn cái từ có phát âm khác biệt đây à? Có thể sẽ xuất hiện. Bởi vì tại sao? Đây là phần nó bài có... phần bài học về âm sờ và âm giờ mà. Thường cái gì cứ xuất hiện trong sách thì sẽ học, thì sẽ kiểm tra về cái đấy. Ví dụ condition này. Ocean, shy, sugar, machine, âm sờ đây, số 3 này, số 3 là vision. Hả? Vision nghĩa là gì ạ? Vision là tầm nhìn đấy. Tầm nhìn đấy. Nó kiểu đồng tương đương nghĩa với các từ như là look hoặc là see. Mình có thể học theo cái kiểu mà nhá. Học theo kiểu nghĩa tương đương ấy nó sẽ dễ nhớ hơn là ví dụ con học chỉ học mỗi nghĩa tiếng Việt. Học mỗi nghĩa tiếng Việt thì mình sẽ gì? Dễ quên lắm, nhưng mà học theo kiểu tương đương ví dụ nhớ là vision sẽ là đồng nghĩa thôi nhá. Với look hoặc là see. Rồi. Thế và vision nó sẽ là gì? Sự nhìn đấy, tầm nhìn chưa? Measure. Về nhà mình sẽ học theo cái kiểu bảng này nhá. Vâng. Cho cái bài của mình. Phần bài Listen and repeat the sentence. Ở trong này sẽ có một vài từ. Mới cần học. Performance là gì nhỉ? Bạn đã biết từ này chưa? Diễn à?
tự trình diễn đúng không? Tự trình diễn đúng không? Còn trình diễn động từ là perform. Perform này này. Là động từ diễn à? Perform động từ là trình diễn, còn performance là danh gì nhỉ? Danh từ. Rồi nhớ nhá. Perform đây là động từ. Performance là danh từ, học thuộc theo kiểu như thế sẽ áp dụng cho cái bài mà chia từ. Đấy, chia từ theo dạng. Đấy. Wow. Opposite lâu rồi đúng không? Mấy cái nào hết rồi? Do you know this song? Auld Lang Syne, Auld Lang Syne. Do you know Auld Lang Syne? No. Bài này. La 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 la. Khi nào mà con xem Mr. Bean ý, xem tập Mr. Bean đón năm mới chưa? Rồi. Đấy, bật lại bài này đấy mà nghe xem người hát nhé. Cái đoạn mà Mr. Bean đi ngủ xong là tự nhiên là nghe tiếng hát kìa. Để chờ tí để xem lại. Pháo hoa ấy. Đúng rồi, nghĩa là mấy cái ông có mấy ông bạn ý, không có đoạn mà có mấy ông bạn xong rồi kiểu như là mời mấy ông ý đến xong rồi cho mấy ăn uống mấy cái thứ linh tinh ý, xong rồi cầm tay nhau hát ý. Mình sẽ thử xem lại ở đây nhá. Cô không nhớ đúng là con đúng là chọn đấy không? Đây, Orange Shine Mr. Bean đây. Chờ một tí. À. Chờ một tí nhá, để cô phải stop recording một chút để đã.